thoại hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao lại không liên lạc được chứ? Không biết đi đâu nữa. Mà thiệt mình cũng vậy. Tự nhiên đi nói với Duyên cái vụ chiếc vòng làm gì cho sinh chuyện không biết nữa. Xin lỗi, chị đi mấy người? Dạ. À, tôi đi hai người nhưng mà có một người dạ. đã tới trước rồi. Có phải anh đẹp trai kia không? Cảm dạ, ơn nha. Mời chị. Nè. Anh gọi tôi ra đây để coi anh uống bia hả? Tôi coi thằng Hùng uống nhiều rồi, tôi chán lắm rồi. Anh muốn uống thi với nó không? Tôi gọi điện thoại cho nó. Ngọc Lan, anh buồn lắm. Em bỏ qua hết cho anh nha. Em mới đúng là người phụ nữ tốt nhất đối với anh, đối với gia đình anh. Anh nói gì vậy? Tôi không có hiểu. Những lời có cánh đó anh đã dành cho Xuân Khánh hết rồi còn đâu. Còn chỗ đâu cho tôi nữa chứ. Em đừng có tôi với anh có được không? Anh đang cần em có biết không? Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Anh bấm nút gọi điện thoại một cái là có mặt tôi tới liền á hả? Vậy không phải em đã tới ngồi trước mặt anh rồi còn gì? Cũng còn tỉnh táo quá ha. Anh nghe rõ nè, tôi tới đây để nói với anh một chuyện khác. Chuyện gì? Tôi long trọng tuyên bố với anh, tôi sẽ lấy chồng. Em lấy ai? Lấy ai kệ tôi, không phải lấy anh được rồi. Vậy thì anh chúc mừng em. Anh bị sao vậy? Anh muốn hôn em lần cuối trước khi em lấy chồng. Em cũng yêu anh. Em không có lấy chồng đâu. Em nói xạo với anh đó. Mời ông vô đây. Thưa bác sĩ, cô là người trực tiếp giải phẫu tử thi cho vợ tôi. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Ông cứ hỏi. Tôi muốn hỏi, có phải vợ tôi đang mang thai không?
Tôi xin chia buồn cùng ông. Cô ấy có thai được trên 2 tháng rồi. Trời ơi, sao ông trời lại hại tôi như vậy? Nguyệt, con của tôi. Ông bình tĩnh lại đi. Ông vô nhìn mặt cô ấy, sau đó ra làm những thủ tục để đưa cô ấy về an táng. Đây, tôi xin cô. Xin em hãy tha thứ cho anh. Tại sao em lại quay lại tìm anh mà không cho anh biết? Để anh phải trở thành kẻ tội nhân, suốt đời phải sống dằn vặt với lương tâm của mình. Anh hối hận lắm Nguyệt ơi. Vậy chi anh đừng ra lệnh cho bảo vệ đuổi theo em. Vậy chi em đừng bỏ chạy thì đâu xảy ra thảm kịch này. Đúng là ông trời đã trừng phạt anh. Tôi định giết vợ tôi, giết con tôi. Trời ơi, tôi không cần các đồng chí phải giải thích dông dài. Hãy cho tôi câu trả lời. Ai là hung thủ đã giết chết cô Nguyệt? Đồng chí Duyên, đồng chí đang phụ trách vụ án này, đồng chí có ý kiến gì không? Báo cáo, qua công tác điều tra, chúng tôi đã tập trung vào đối tượng tình nghi là ông Trần Khởi, giám đốc công ty Thái Bình Dương. Tại sao? Trên cổ tay nạn nhân có đeo chiếc vòng của ông Trần Khởi. Điều đó chứng tỏ là ông Trần Khởi và cô Nguyệt hẳn phải có mối quan hệ rất thân thiết, vượt trên mức bình thường. Một vụ ngoại tình à? Và ông ta đã giết chết tình nhân của mình vì lý do gì? Ghen tuông à? Đồng chí nên nhớ, trong hồ sơ tôi đọc thấy, ông ta đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Tôi đồng ý là đêm đó, theo lời khai của ông Trần Khởi và hai người bạn, là ông ta và hai người kia đến vũ trường để giải trí. Ông Trần Khởi còn phong độ quá ông ơi. Thành ra bà Thư thích nhảy với ổng hơn nhảy với tôi và ông đó. Sao đây, mình qua phòng trà khác nghe nhạc tiếp ha. Để coi bà Thư với ông Trần Khởi tính sao. Bây giờ còn sớm, mới có 8 giờ hơn à. Tụi mình đi tặng hai nha. Về thôi, còn đi đâu nữa. Mình sang phòng trà nghe nhạc đi. Được đó, tôi thích lắm, đi đi. Thôi, lên đường.
Còn em, đi với Trần Khởi nha. Được thôi, nhưng không biết anh Khởi có ngại không đó. Ngại gì, hồi nãy nhảy tôi thấy ôm sát rạc à. Thôi, tôi phải về, trong người không được khỏe. Mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra nên trong người căng thẳng, huyết áp không ổn định. Bởi vậy mới đi nghe nhạc cho nó bớt căng thẳng. Để em massage cho, bảo đảm anh sẽ hạ tăng xong liền à. Thôi đi, bàn tay của bà mà rớ vào, huyết áp của ông lại tăng lên. Mất công chở ông đi bệnh viện cấp cứu. Thôi, mọi người đi chơi cho thoải mái, đừng lấn cấn gì tôi nữa. Vậy đi, bảo trọng nha, mình còn đi chơi dài dài nữa đó. Nè, uống thuốc đi cho chắc ăn. Có đem theo thuốc không vậy? Có. Cảm ơn. Thôi, tôi về. Đừng có đứt bóng sớm nha, tôi với ông còn nhiều duyên nợ lắm á. Thôi, tôi về trước nha. Chào. Hẹn gặp lại nha. Chào. Vậy nếu chỉ dựa vào lời khai của ba nhân chứng, bạn ông Trần Khởi, thì ông ta chỉ ngoại phạm trước 8 giờ rưỡi đến 9 giờ, chứ không phải ngoại phạm suốt đêm đó. Vậy thì 9 giờ trở đi ông ta đã làm gì và ở đâu? Ở đây có lời khai của ông ta do đồng chí Mân đi chấp pháp. Đồng chí Mân, đồng chí hãy tường thuật lại vụ việc xảy ra như thế nào. Vâng. Ông Trần Khởi đã giải thích những gì diễn ra trong đêm đó như sau. Gì vậy? Xuống xe đi nói chuyện. Có chuyện gì mà đập xe tôi, chặn đầu xe tôi như vậy? Mẹ, ông già muốn ăn thua đủ hả? Tôi lớn tuổi rồi, ăn thua đủ với hai cậu làm gì? Mẹ, lý lẽ gì? Ông chạy xe ông quẹt người ta rồi ông bỏ chạy luôn, còn nói lý lẽ gì nữa? Vậy hai cậu muốn gì? Đền, đền đi. Sao tôi phải đền? Có đụng xe cậu đâu mà đền. Không đền hả? Đập xe được không? Nè nè, hai cậu không được làm bậy nghe chưa. Hai bên cãi cọ qua lại, chuyện không đi đến đâu. Thì lúc đó cảnh sát giao thông đến. Ông Trần Khởi và hai gã thanh niên bị mời về đội để giải quyết. Tất nhiên hai kẻ đó đã nhân cơ hội lúc cảnh sát giao thông không để ý đã bỏ trốn. Và đó là tất cả những gì ông ấy đã giải trình. Vì là lời giải trình của ông Trần Khởi, cho nên không thể có giá trị pháp lý được. Nếu ông ấy nói dối thì sao? Ai làm chứng cho những lời khai ấy? Đồng chí nói có lý đó. Và trong khoảng thời gian sau đó, ông ấy ở đâu, làm gì? Tôi có quyền nghĩ rằng ông ấy đã gặp cô Nguyệt, và cái gì đến sẽ đến. Tôi cần chứng cứ, chứ không phải là những lời lẽ bay bổng. Không có chứng cứ, đồng chí có thuyết phục được viện kiểm sát ký lệnh bắt đối tượng được hay sao? Nhưng dù sao đó cũng là cơ sở để chúng ta triển khai công tác trinh sát mà. Cơ sở mà lỏng lẻo chỉ dẫn đến sự sụp đổ thế trước mà thôi. Dạ, chị dùng gì ạ? Cho một ly cam giác. Dạ. Bà gọi tôi ra đây có chuyện gì mà gọi gấp quá vậy? Nè, bên đi ngỏ lời với mình, Hương thấy sao? Còn sao nữa, tới luôn đi bắt tài. Mình nói nghiêm chỉnh đó. Thì Hương cũng nói nghiêm chỉnh đó, mình đâu có giỡn đâu. Mà tôi nói bà nghe nè, tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.
Nhưng á, mà nếu lần này á, bà ổng a ổng ẹo mà làm khổ Buddy nữa đó, thì tôi sẽ nhảy vô, tôi rinh Buddy đi mất tiêu luôn. Lúc đó đừng có nói là tại sao lại chơi xấu bạn bè đó nha. Dạ mời. Nè, bà nói lại coi, Buddy ngỏ lời với bà làm sao? Biết vậy được rồi. Bộ tôi ngu sao tôi khai cho bà biết. Vậy có lãng mạn không? Tất nhiên phải lãng mạn rồi, bích dân mà. Có tình tứ không? Bà này, ngỏ lời thì phải tình tứ chứ. Thôi không giỡn nữa. Vậy bà tính chừng nào làm đám cưới nè? Định làm ở đây hay là ở bên Mỹ? Bích đi, anh định là làm đám cưới ở Paris. Trên cả tuyệt vời. Chúc mừng Bích Dân nha. Dạ con mời má. Ừ con đứng dạ. Lên đi. Má không nghĩ là con sẽ nói với má điều này. Bởi vì có đi thêm bước nữa hay không là quyền của con. Con có quyền quyết định hạnh phúc của cuộc đời con mà. Thằng Minh con của má, chẳng may nó giáng số, khiến cho con phải lâm vào cảnh quá bụa như vậy, cũng là điều khiến cho má chua xót cho con. Nhưng má không biết phải làm gì hơn nữa. Hôm nay nghe con mở lời, má mừng lắm. Tất nhiên là trong lòng má không khỏi hụt hẫng. Bởi vì coi như má mất con, mất cả thằng Trọng luôn rồi. Má, con không để cho má phải buồn lòng đâu. Con và bé Trọng sẽ thường xuyên về thăm má và anh Minh. Với lại anh Buddy là người tử tế, anh cũng hiểu những điều đó mà má. Được vậy thì má cảm ơn con nhiều lắm. Coi như má gả chồng cho đứa con gái mình vậy thôi. Má nghĩ vậy con cũng cảm thấy nhẹ lòng lắm. Chắc là thằng Minh ở dưới suối vàng nó cũng mãn nguyện lắm. Cháu cảm phục anh Trần Minh lắm. Cháu rất vui mừng được gặp bác. Bác làm cháu nhớ đến mẹ cháu ở Mỹ. Tôi gả con tôi cho anh thì anh phải hết lòng thương yêu con Bích Dân và bé Trọng đó. Nếu anh làm gì cho con tôi nó buồn thì tôi sẽ tìm qua Mỹ mà hỏi tội anh đó. Cháu không dám làm cho Bích Vân buồn đâu. Cháu xin hứa với bác và hứng hồn anh Trần Minh. Vậy thì tốt. Thôi tụi con đi thắp nhang cho thằng Minh đi. Dạ. Dạ. Mong anh sẽ phù hộ cho em và con dù ở bất cứ nơi đâu và lúc nào. Thay mặt tập đoàn, tôi xin chia buồn cùng anh và hy vọng anh sẽ mau chóng vượt qua được những khó khăn này để hoàn thành tốt công việc. Tôi xin cảm ơn anh và Ngọc Lan đã hết lòng chia sẻ nỗi mất mát to lớn này của tôi. Tôi và Nguyệt chỉ mới gặp nhau và tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu cô ấy mãnh liệt đến như vậy. Nguyệt đã cho tôi một mái ấm gia đình và một đứa con sắp chào đời.
Vậy mà tất cả đã sụp đổ, tan nát. Chú Công, chúng tôi lúc nào cũng nghĩ đến chú. Từ đó đến giờ, chúng tôi đã xem chú là một thành viên của gia đình họ Chu. Nguyệt đột ngột ra đi, không chỉ một mình chú đau đớn đâu, mà chúng tôi cũng rất xót xa. Nhưng còn người ta không thể cứ đau buồn mãi được, phải sống chú à. Thực ra tôi nói những lời này với chú cũng bằng thừa, nhưng không bao giờ hết. Trong lúc này chú cần có người thân bên cạnh chú. Chú đừng có tuyệt vọng quá nha chú. Cái gì rồi cũng sẽ vượt qua hết thôi. Tôi xin cảm ơn tấm lòng chân thành và cảm thông của gia đình cô. Tôi sẽ cố gắng, cô yên tâm đi. Tôi không ngờ là chú lại nặng tình đến như vậy. Từ đó tới giờ tôi cứ tưởng chú là người rất khô khan, thậm chí tàn nhẫn đến nỗi không thể tiếp cận được. Cô Ngọc Lan, vậy là từ nay tôi sẽ sống khó khăn hơn rất nhiều, vì sự dày vò, cắn rứt và nỗi ám ảnh đã gây ra cái chết cho vợ con tôi. Chú, có phải là chú gây ra đâu, chẳng qua là Nguyệt bị trượt chân thôi mà. Không, nhưng nếu tôi không ra lệnh cho bảo vệ đuổi theo thì đâu ra đến nỗi. Tôi xin lỗi, tôi có hơi tò mò một chút. Cô cứ nói đi. Chú lúc đó chú đang làm cái gì vậy? Mà khi phát hiện có người nhìn vào cửa sổ thì chú và bảo vệ lập tức truy đuổi ráo riết như vậy? Tại lúc đó tôi tưởng là ăn trộm, cho nên... Hàng trong kho là hàng gì vậy chú? Thì cũng là ba cái hàng cao cấp thôi con à. Nước hoa hay mỹ phẩm vậy chú? Sao không chịu tiếp thị cho con? Con rất thích làm đẹp mà. Con à, con quá đẹp rồi còn gì. Đẹp thì đẹp thêm, đẹp nữa, có sao đâu ba. Tôi xin phép anh và cô Ngọc Lan, tôi đi về. Có gì thì còn có tôi. Anh đừng có buồn quá mà sinh bệnh đó. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó. Dạ. Chú bảo trọng nha. Cảm ơn cô. Chào anh. Tội nghiệp chú ấy quá. Cả một đời người chú mới tìm được hạnh phúc, vậy mà đã sớm tan vỡ. Đã vậy, lúc nào chú ấy cũng mặc cảm đang gây ra cái chết cho vợ cho con. Thôi, bỏ đi con. Mà chuyện con với Vĩnh Kỳ tới đâu rồi? Sao? Con khó nói lắm à? Ba, nếu như con nói với ba là cuối tuần này con và anh Vĩnh Kỳ sẽ làm đám cưới thì sao ba? Vậy thì còn sao nữa? Dĩ nhiên là ba sẽ hoan hô hai tay hai chân rồi. Nè, có thiệt không? Nhưng phải có thời giờ để ba chuẩn bị đó nghe. Ba muốn chuẩn bị gì hả ba? Thì khách khứa nội ngoại hai bên, rồi bạn bè, đối tác làm ăn nữa chứ. Con hả? Con chỉ muốn đám cưới của con thật đơn giản thôi à. Hai đứa con hả, sẽ đi lên đỉnh Phan Xi Phan cao nhất ở Việt Nam, rồi làm lễ chứng giám của trời đất cho tụi con được trăm năm hạnh phúc. Nhưng ai sẽ đứng ra làm chủ hôn? Thì ông trời. Vậy còn ba sẽ ở đâu lúc đó hả? Ba hả? Ba sẽ ở trong một căn nhà sàn ở dưới chân núi.
Một mình ba thôi à? Con biết rồi. Dĩ nhiên là ba sẽ ở chung với bà Ngọc Thúy vậy được chưa? Thôi ba bận rồi thôi. Con chào ba con về đây. Ừ. Alo. Dạ tôi Kim Ngọc đây. Anh muốn nói với tôi chuyện gì thì nói đi. Vợ của anh Công chết. Anh có biết chưa? Tôi đã nghe báo cáo. Cô ấy trượt chân rơi xuống sông và bị chết đuối. Bên đội trọng án 1 trực tiếp điều tra. Đại úy Trường cũng xác nhận với tôi như vậy. Nếu mà như vậy không thì tôi điện thoại cho anh làm cái gì? Ý anh là còn có gì khác sao? Đúng vậy. Tôi đang chờ nghe đây. Anh nên đi thẳng vào vấn đề đi. Vợ anh Công chết ngay kho hàng của anh. Anh có nghĩ tới nó sẽ gây ra hậu quả như thế nào không? À, anh yên tâm đi. Tôi sẽ tự giải quyết. Được, để coi. Liệu ông cha anh có yên tâm được không khi mà biết chuyện này? Và những hệ lụy về sau? Rồi anh sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Ảnh giận mình thiệt rồi. Phải chi mình đừng có đá động gì tới cái chiếc vòng đó. Anh không gọi cho em thì em gọi cho anh vậy. Tại sao anh không nghe máy chứ? Anh đi đâu rồi? Anh nghe máy giùm em đi. Mình phải làm gì bây giờ? Hay là mình đến gặp ảnh? Nhưng nếu ảnh cứ tránh mặt mình thì làm sao? Em làm gì mặt mày bí xị vậy? Bí xị là sao? Là chằm dằm chù ụ đó. Chù ụ là sao? Thì chù ụ là bí xị. Cứ hỏi hoài. Nè, em khai thiệt đi. Có phải là em với Vinh Kỳ đang lục đục đúng không? Không. Anh không tin. Bởi vì sau những lời tỏ tình ngọt ngào đó, anh thấy hai người là một cặp rất là lý tưởng. Em lúc nào cũng tươi tắn, hớn hở. Nhưng mà gần đây hình ảnh đó không còn nữa. Em ngoài thời gian ở cơ quan là giam mình ở trong phòng, lúc nào cũng buồn bã. Nói thật cho anh nghe đi, để anh còn tính cho em nữa. Có phải là hai người đang có vấn đề đúng không? Ừ. Em đã có lỗi vì khiến ảnh tự ái. Ảnh nghĩ là em kết tội ba ảnh, có liên quan đến vụ án mạng. Nếu em không hỏi ảnh về chiếc vòng đó thì chắc chắn mọi chuyện đã không diễn ra như thế này. Anh biết mà, thói quen nghề nghiệp đâu có dễ bỏ được.
Nó ở trong máu mình, chi phối tất cả những hoạt động của mình. Nhưng mà sao em không nói với Vĩnh Kỳ rõ? Em có nói, nhưng mà vô ích. Ấn tượng quá mạnh. Dưới mắt ảnh, em trở thành một kẻ lợi dụng tình yêu để bí mật điều tra ba ảnh thông qua ảnh. Anh biết không, ảnh bị sốc vì điều đó. Anh còn sốc nữa, huống chi là Vĩnh Kỳ. Sao em lại dại dột hành động như vậy? Điều đó rất là nhạy cảm, anh đã nói với em từ đầu rồi mà. Thực ra em không có ý xấu. Em chỉ muốn xác minh cho rõ ràng để được an tâm mà thôi. Rằng chiếc vòng trên cổ tay của nạn nhân sẽ không phải là chiếc vòng trên cổ tay ba ảnh. Và kết cục là anh đi đường anh, em đi đường em, đúng không? Hết thuốc chữa luôn á. Cái căn bệnh này là thuộc về phạm trù danh dự. Bỏ tay chấm cơm, chấm thêm nước mắm nữa. Nếu ba ảnh đúng là tội phạm và chiếc vòng đó đúng là vật chứng gây án thì sao? Còn nếu như không, nó liên quan đến một điều gì đó thì sao? Thì quân pháp bất dị thân chứ sao? Chuyện đó rất rõ ràng. Nhưng mà em nên nhớ rằng ông Trần Khởi hiện giờ vẫn chưa là tội phạm. Em cần phải có một cách tiếp cận khác. Phức tạp quá. Bây giờ em phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm đây? Thôi em đừng có buồn nữa. Có lẽ anh phải tới gặp Vĩnh Kỳ. Để làm cái gì? Để cho Vĩnh Kỳ biết rõ lòng chân thành và sự ngây thơ vô số tội của em. Anh này, vậy cũng nỡn được nữa. Đẹp quá. Chào chị Xuân Khánh. Chào chị. Chào chị. Chào em. Dạo này ít thấy chị tới chơi. Chị Ngọc Lan mới ra nhiều mẫu đẹp lắm. Để em giới thiệu cho hai chị nha. Cảm ơn em. Cứ để hai chị xem từ từ cũng được. Dạ. Em à, chị Ngọc Lan chị có khỏe không em? Dạ, chị cũng khỏe. Chị đang ở trên văn phòng á. Chị lên gặp chị đi. Dạo này á, chị ít ra ngoài lắm. Chị đang bận rộn. Mà nè, chị biết chị đang bận rộn chuyện gì không? Chắc là mấy chuyện làm ăn, rồi trình diễn, chế tác gì đó phải không em? Không phải. Chuyện này quan trọng hơn nhiều. Chị chơi với chị mà chị không biết hả? Chuyện gì vậy em? Em nghe nói chị chuẩn bị đám cưới đó. Đám cưới? Đám cưới với ai vậy em? Chuyện em chỉ nghe phong phanh vậy thôi. Em tính hỏi chị, em tưởng chị biết. Luật sư Vĩnh Kỳ phải không? Ủa, vậy là chị cũng biết hả? Chị hỏi em làm gì? Chị chỉ đoán vậy thôi mà. Thôi, hai chị cứ coi đồ đi nha. Dạ, chào chị. Em muốn gặp Ngọc Lan. Để làm gì? Hoàn cảnh giữa em và Ngọc Lan bây giờ rất tế nhị. Nhưng em muốn phải rõ ràng. Không nên để lòng mình bị dằn vặt bởi vì những chuyện giả định như vậy. Sau khi anh Trần Minh qua đời, em nhận ra được điều đó. Mình cần phải thực tế chị à. Dẫu có đau đớn hơn vì không được che đậy bởi những ảo tưởng, nhưng em nghĩ là vết thương tâm lý sẽ mau lành hơn. Chị nghĩ em nên đi gặp Ngọc Lan một mình vẫn hay hơn là có mặt chị. Chị sẽ đợi em ở đây. Em đi nha.
Alo. Thưa giám đốc, có cô Xuân Khánh xin gặp giám đốc. Có hẹn trước không? Dạ không ạ. Em cứ nói là chị đang bận, không có tiếp khách. Dạ. Khoan. Dạ. Mời Xuân Khánh lên đây cho chị. Dạ giám đốc. Xuân Khánh gặp mình làm gì? Còn gì để nói? Chào Ngọc Lan. Khánh ngồi đi. Ngọc Lan có khỏe không? Cảm ơn Khánh. Lan cũng không khỏe lắm đâu. Vậy thì Ngọc Lan không nên làm việc nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Khánh bận rộn nhiều chuyện chuyên môn mà vẫn có thời gian đi shopping quá ha. Mình thấy ghen tị với Khánh. Tại vì hôm nay Xuân Khánh được nghỉ bù, chị Yến rủ đi mua quần áo, cho nên là mình đi theo. Chị Yến rất là thích những mẫu mã mà Ngọc Lan thiết kế đó. Chứ không phải Khánh tới đây để gặp Ngọc Lan sao? Thiệt tình là mình cũng có ý nghĩ đó. Cho nên là cũng gọi điện thoại cho Ngọc Lan nhiều lần, nhưng mà Ngọc Lan không nghe máy nên... Có phải là Ngọc Lan không muốn nghe điện thoại của mình không? Đúng vậy đó. Bởi vì mình không biết phải nói gì với Xuân Khánh nữa. Nếu có nói chỉ một câu xã giao thông thường thôi mà cũng rất khó khăn lắm. Nhưng khi chủ động gọi điện thoại trước cho Ngọc Lan, mình nghĩ rằng chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau. Những kỷ niệm đó rất đáng được trân trọng. Khánh nói đi, Khánh gặp mình với mục đích gì? Xuân Khánh muốn nghe chính miệng Ngọc Lan nói rằng có phải Ngọc Lan sắp làm đám cưới với anh Vĩnh Kỳ. Phải thì sao? Không phải thì sao? Thật ra mình chỉ muốn biết để sau này không phải hối tiếc. Hối tiếc về điều gì? Mình đã từng có một quyết định thiếu chín chắn trong cuộc đời. Nếu nói như Xuân Khánh đó hả, thì bây giờ Ngọc Lan đang có một quyết định rất chín chắn và sẽ không bao giờ hối tiếc đâu. Ngọc Lan có chắc chắn như vậy không? Sao lại không? Vậy thì với tư cách là một người bạn thân của Ngọc Lan, mình khuyên bạn nên thận trọng trước quyết định làm đám cưới với anh Vĩnh Kỳ. Bây giờ mình có quyền nghĩ xấu về bạn đó nha. Bạn tin rằng bạn có thể thay đổi được quyết định của mình với anh Vĩnh Kỳ sao? Vậy bạn có cần mình phải kể ra cho bạn nghe cách đây không lâu mình với anh Vĩnh Kỳ? Không cần đâu. Đối với một người phóng khoáng và hiện đại như Ngọc Lan, điều đó không phải là điều quan trọng nhất. Vấn đề là Vĩnh Kỳ có yêu Ngọc Lan hay không thôi. Sao lại không yêu? Nếu như không yêu làm sao chấp nhận làm đám cưới được? Xuân Khánh không tin. Không tin đâu. Ngọc Lan thử nhớ lại xem. Không phải anh Vĩnh Kỳ đã từng cầm hoa hồng, tiến tới trước mặt và trao bó hoa đó cho mình và xem mình như là một người yêu duy nhất hay sao? Bữa đó Ngọc Lan đã tức giận và bỏ ra khỏi hội trường. Còn Xuân Khánh, Xuân Khánh ngỡ ngàng đến rơi lệ trước mặt bao nhiêu người. Ấy vậy mà không bao lâu, bó hoa ấy đã bị anh Vĩnh Kỳ giật ra khỏi tay mình mà trao cho Ngọc Lan. Điều đó không khiến cho Ngọc Lan suy nghĩ hay sao? Khi Ngọc Lan quyết định làm đám cưới với anh Vĩnh Kỳ, thì lúc đó mình đã cắt đứt mọi khả năng suy nghĩ lại rồi. Hơn nữa,
mình cũng không muốn nghĩ lại. Nghĩ lại để làm gì? Nghĩ lại để cho người khác cơ hội sao? Không. Xuân Khánh muốn mổ xẻ vấn đề để tìm ra câu trả lời cuối cùng. Đó là một công việc của một bác sĩ pháp y là như vậy đó. Kết luận của họ sẽ làm thay đổi một niềm tin nào đó. Cảm ơn Xuân Khánh nha. Nhưng một khi Ngọc Lan đã tin, không bao giờ thay đổi hết. Xin lỗi Khánh, bây giờ Lan bận lắm. Lan có nhiều việc phải làm, Lan phải đi đây. Vậy Xuân Khánh chúc Ngọc Lan hạnh phúc. Khoan đã, Ngọc Lan rất mong Xuân Khánh sẽ đến dự đám cưới của tụi này. Sẵn sàng. Nếu như mình nhận được thiệp. Chào Ngọc Lan. Xuân Khánh, sao mình lại đối xử với cô ấy như vậy? Mình đã yêu cô ấy thật lòng mà. Anh không mời em vô nhà sao? Mời, mời em. Em vừa từ công ty Ngọc Lan tới đây. Em muốn anh trả lời cho em biết là anh sắp cưới Ngọc Lan phải không? Ai nói với em vậy? Ngọc Lan. Em nghe từ miệng Ngọc Lan. Cô ấy còn nói nhiều chuyện. Chuyện gì? Em không tiện nói ra. Anh là người trong cuộc, anh phải hiểu chứ. Em biết là tính khí của cô ấy rất bốc đồng mà. Chuyện gì cô ấy cũng có thể dựng lên được. Nhưng có một sự thật mà cô ấy không thể nào dựng lên được. Đó là cô ấy yêu anh. Và cô ấy muốn làm đám cưới với anh. Còn anh, còn anh thì đang ghét em vì chuyện của ba anh. Mọi chuyện bây giờ cũng đã rõ rồi. Anh xin lỗi em. Anh đã hiểu lầm em. Thật ra thì em cũng có lỗi. Em không được tế nhị trong chuyện này. Vì nôn nóng muốn biết được sự thật mà em đã khiến cho anh phải nổi giận. Anh phản ứng như vậy có gì sai không? Nhất là khi chính em là người yêu anh mà lại nghi ngờ ba anh. Em đã nhận lỗi rồi. Nhưng em trách anh. Tại sao anh có thể quay lưng lại với em một cách nhanh chóng như vậy? Trước mặt mọi người, có cả Ngọc Lan, anh đã bày tỏ tình yêu của anh đối với em mãnh liệt, to lớn đến giường nào. Lúc đó em đang ghét anh. Vậy mà chỉ trong giây phút, với một hành động tặng quà đó của anh, đã khiến cho em thay đổi thái độ. Rồi cũng trong giây phút, từ chỗ anh yêu em thật nồng nàn, anh lại lãnh đạm với em.
xô em ra khỏi cuộc đời anh. Anh không thể tha thứ cho lỗi lầm của em hay sao? Như vậy mà còn gọi là anh yêu em nhất trên đời hả? Anh không biết nói gì hơn là anh xin lỗi em. Anh nghĩ lại, anh thấy rất thất vọng về mình. Em có thể bỏ qua cho anh chuyện đó. Nhưng chuyện anh và Ngọc Lan sắp làm đám cưới thì sao? Em không tin là vì cô ấy bốc đồng mà dựng lên chuyện đó được. Không có lửa làm sao có khói hả anh? Thay vì chờ đợi đám cưới giữa Ngọc Lan và Vĩnh Kỳ, thì em nên chờ đợi đám cưới giữa Vĩnh Kỳ và Xuân Khánh đi. Em đồng ý chứ? Bao nhiêu đó đã khiến em tin tưởng anh chưa? Chưa. Alo, Vĩnh Kỳ đây, có chuyện gì không? Sao anh nói chuyện với em cứ trống không hoài vậy? Vĩnh Kỳ đây, có gì không? Anh phải nói là anh Vĩnh Kỳ đây em, có chuyện gì không em yêu? Anh đang bận, có chuyện gì không? Anh lúc nào cũng bận hết, nói chuyện với em cũng bận nữa, chán anh quá à. Em muốn hỏi anh chuyện đám cưới của hai đứa mình đó. Sao rồi? Chừng nào hả anh? Em còn phải in thiệp đám cưới nữa đó. Anh chưa nghĩ tới chuyện đó bây giờ. Anh nói vậy nghĩa là làm sao? Chuyện nghiêm túc như vậy mà nói như vẫn chơi vậy. Anh nói khi anh đang sai và bị em dùng ép thì không thể coi là nghiêm túc được. Vậy là bây giờ anh muốn nuốt lời đúng không? Hôn nhân là chuyện hệ trọng, không thể đùa giỡn được. Anh phải có thời giờ suy nghĩ chín chắn. Alo. Bực mình quá đi. Còn suy nghĩ chín chắn gì nữa chứ. Cái thằng cha Vĩnh Kỳ này đúng là sớm nắng chiều mưa mà. Em đã nghe rồi đó, còn thắc mắc gì không? Còn. Gì nữa? Trong cách nói của anh vẫn còn chưa dứt khoát, vẫn còn tạo cho Ngọc Lan ý nghĩa là cô ấy còn cơ hội. Anh cần phải có thời giờ để suy nghĩ cho chín chắn. Tại sao anh phải có thời giờ? Lẽ ra anh phải nói ngay rằng anh đã suy nghĩ chín chắn. Em biết là anh vẫn còn lấn cấn khi suy nghĩ về Ngọc Lan. Điều đó khác anh suy nghĩ về em, đúng không? Anh cắt đứt với em một cách phũ phàng. Trong lúc bức xúc anh không kềm chế được, anh đã có những hành vi không đúng. Anh xin lỗi. Nhưng mà anh không nghĩ rằng anh cắt đứt mối tình của chúng ta. Em cần phải có thời gian để chứng minh điều đó. Mong anh hiểu cho em. Em về đây. Khoan đã, Xuân Khánh. Em ở đây với anh một chút được không? Anh đang cần có em ở bên cạnh. Anh thổi khẩu cầm cho em nghe nha. Em không có hứng thú. Sao vậy? Anh nhớ hồi anh mới mở băng mắt ra, em thích nghe anh thổi khổ cầm lắm mà. Lúc đó anh không giống như bây giờ. Anh hồn nhiên như một đứa trẻ. Em về đây. Xuân Khánh à, Xuân Khánh. Nghe anh nói đã, Xuân Khánh à. Kìa. Xuân Khánh à, anh yêu em. Nhưng em hết yêu anh rồi. Em nói dối. Em vẫn còn yêu anh. Nếu không thì em đâu đến đây làm gì. Anh nhầm lẫn rồi. Em đến chỉ để xác minh mối quan hệ giữa anh và Ngọc Lan như thế nào thôi. Thì bây giờ em cũng đã rõ rồi còn gì nữa. Đêm tiếng nấc vỡ òa trong đêm. Để rồi chính em. Để rồi chính em. Và rồi chính em. Thôi anh buông em ra đi. Em thực sự không còn cảm xúc gì với anh sao? Hiện nay thì không. Đôi lúc vô vọng, nhưng tình yêu là ánh sáng, ánh sáng trong đôi mắt ai. Em vẫn tìm trong anh một tình yêu thuộc về quá khứ. Em vẫn tìm trong em, trong bóng hình hôm qua,
của những tháng ngày vội vã, tìm lại chính em, tìm lại chính em, tìm lại giấc mơ ấm êm thuở nào, vòng tay e ấp mong chờ tình yêu sao quá hững hờ. Em tìm anh mọi mòn hoen mi nước mắt. Anh biết là thế nào em cũng quay trở lại mà. Anh muốn nói em nào đây? Thôi em vô nhà đi. Gì cho nhau hỡi anh, thôi thì cay đắng chót đau mang kiếp người. Đôi mắt ân tình ngày xưa vọng về từ xa xăm, hình dung anh dấu yêu. Tôi muốn biết lý do anh thay đổi ý kiến. Xuân Khánh đã nói gì với anh? Em cứ bình tĩnh. Làm sao tôi bình tĩnh được chứ? Anh lừa dối tôi, lợi dụng tình yêu của tôi. Anh xin lỗi em. Anh im đi. Anh bóp nát trái tim của người ta, vậy mà anh nói những lời xin lỗi rỗng tuếch đó là xong hả? Anh tàn nhẫn lắm. Nó căm thù anh, nó căm thù anh. Ngọc Lan à, nghe anh nói đã. Tôi không nghe. Em phải nghe. Vì anh chỉ nói điều này một lần duy nhất mà thôi. Anh sẽ không bao giờ nói tới nó nữa đâu. Anh nói đi. Thật ra giữa hai chúng ta chưa hề có tình yêu. Anh biết em có yêu anh, nhưng cho anh xin lỗi, anh chỉ coi em như là em gái mà thôi. Vậy sao cái lần đó khi ở bên nhau anh nói anh yêu em? Thì tại lúc đó anh không biết gì, anh sai quá. Anh có biết là em rất xúc động hay không? Chưa bao giờ em có được cảm giác hạnh phúc như hôm đó. Anh có biết là em không thể sống mà không có anh không? Em biết là anh yêu Xuân Khánh, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi mọi việc mà anh. Rồi anh sẽ có tình cảm với em. Tình cảm gì? Em phải hiểu cho anh. Anh à, chúng ta bỏ hết tất cả sau lưng đi. Hai đứa mình sẽ đi đến một nơi nào đó xa xôi, không ai biết chúng ta là ai hết. Em có dư tiền bạc để cho hai chúng ta có đủ một cuộc sống thoải mái mà. Nhưng điều đó là không tưởng đối với anh. Anh nghe em nói đã. Em chấp nhận thực tế là anh không yêu em. Nhưng không sao hết, chúng ta hãy sống với nhau hàng ngày như chúng ta từng chơi đùa với nhau hồi còn nhỏ đó. Bây giờ thì ai cũng đã lớn hết rồi em à. Em nghĩ được mà. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một phản xạ có điều kiện thôi. Mỗi ngày em sẽ làm cho anh thật hạnh phúc. Chỉ cần anh vắng em một buổi thôi, anh sẽ cần em. Rồi anh sẽ nhớ em. Anh sẽ nhớ em cho mà coi. Không phải là anh đã yêu em rồi sao? Nhưng anh không nghĩ là như vậy. Dạ, chào chị. Dạ. Có chuyện gì không ạ? May quá, có luật sư ở nhà. Tôi đang có chuyện muốn nhờ luật sư tư vấn. À, dạ, mời chị vô nhà. Dạ. Dạ, chị vô đây.
Mời chị ngồi. Chào cô. Cô đây là... À, dạ, đây là Ngọc Lan, em gái của tôi. Ồ, chú Vĩnh Kỳ có em gái xinh đẹp quá. Vậy cô đã lập gia đình chưa? Cũng sắp rồi chị. Ông xã cô làm bên ngành nào? Bên luật sư á chị. Ồ, vậy là tốt quá rồi. Anh là luật sư, chồng cũng là luật sư, cả nhà là luật sư hết. Tôi cũng đang cần tới luật sư đây. Có chuyện gì không thưa chị? Tôi muốn luật sư tư vấn cho tôi thủ tục để khiếu kiện ra tòa. Tôi muốn ly dị ông xã tôi. Người thì sôi nổi kết hôn, kẻ thì háo hức ly hôn. Đúng là hai mặt của cuộc sống. Thôi, tôi phải đi rồi. Chúc chị ly hôn thành công nha. Chị chờ một chút. Tôi tiện của em khó tính của tôi đi về đã. Bà này tới chắc anh mừng lắm chứ gì. Anh thoát nạn rồi đó. Em nhìn anh có vẻ mừng lắm hả? Anh á, anh có thể không mở cửa mà. Em có cần phải căng thẳng với anh như vậy không? Lúc nãy mới vừa nói với anh những lời có cánh trong tình yêu, vậy bây giờ rụng hết cánh rồi à? Tức thiệt mà. Đã vậy anh còn dám nói với bà hả? Em là em gái của anh nữa, sao anh không chịu nói em là vị hôn thê của anh? Thì anh không thể nói ẩu như vậy được. Thôi, anh còn phải vô tiếp khách nữa. Em về nha, lấy xe cẩn thận đó. Anh đuổi khéo em chứ gì. Được rồi, anh nhớ đó. Họ còn tới đây để làm gì? Tôi không muốn thấy Ngọc Lan cứ phải phập phòng lo sợ hoài. Vĩnh Kỳ nó phải biết nó đã sai lầm khi làm chuyện bốc đồng đó. Đám cưới của Ngọc Lan phải là câu trả lời rõ ràng nhất, đánh tan mọi nghi ngờ trong lòng của mọi người. Không có cái gì đám cưới ở đây hết đó ba. Tại sao vậy cháu? Bộ cháu thay đổi ý kiến rồi hả? Ngọc Lan à, hay là Vĩnh Kỳ nó làm gì để cho cháu phật ý? Con gái yêu của bà, con hãy nói hết nguyện vọng của con đi. Đây, bây giờ có đủ hai bên, con hãy nói cho mọi người cùng nghe. Chừng nào con với Vĩnh Kỳ làm đám cưới? Sẽ không có chuyện đó nữa đâu ba. Hả? Cái gì? Con nói vậy là sao? Bây giờ con không có hứng thú tới chuyện cưới xin này nữa đâu ba. Sao vậy Ngọc Lan? Bộ Vĩnh Kỳ nó làm chuyện gì cháu buồn hả? Con nói đi. Vĩnh Kỳ nó có người đàn bà khác à? Nè, hai người làm gì coi được đi chứ. Đừng để tôi phải ra tay dạy dỗ nó. Đến lúc đó thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa đâu. Ba đừng vì con mà ảnh hưởng tới tình cảm của người lớn được không? Anh chị cứ thử nghĩ lại coi. Nếu như không có Ngọc Lan con tôi ra tay cứu anh chị, thì giờ này anh chị có được thông thả như vậy không? Tôi biết mà.
Bởi vậy nên vợ chồng tôi đã nguyện khắc cốt ghi tâm ơn của Ngọc Lan. Sao bà lại gửi cái chuyện đó ra để làm gì vậy? Con không muốn chuyện tiền bạc dính dáng tới chuyện tình cảm giữa con với anh Vĩnh Kỳ đâu. Thôi, con đi đây. Chào ba, chào hai bác. Trả mạng đây. Trả mạng đây. Anh không bao giờ làm chuyện đó. Anh yêu em mà Nguyệt. Anh theo bọn xấu làm chuyện bất chính nên anh mới giết người bịt đầu mối. Không, nhưng anh không biết lúc đó là em. Tại sao lúc đó em không quay mặt lại? Tại sao lúc đó em không la lên để tụi nó biết em? Hả? Anh còn bào chữa nữa sao? Vì anh làm chuyện xấu nên mẹ con tôi mới chết thảm như vậy. Không. Trả mạng cho hai mẹ con tôi. Trả mạng lại đây. Nguyệt. Trả mạng lại đây. Nguyệt. Nguyệt. Trả mạng. Trả mạng. Đừng. Đừng. Nguyệt ơi. Không, không, anh không cố ý giết em à. Nguyệt, Nguyệt ơi, anh không cố ý giết em. Anh không cố ý giết em à. Thì ra mày đã giết con tao. Má, không, không phải đâu. Chỉ do Nguyệt sơ sẩy thôi mà má. Chính tao đã nghe miệng mày nói ra. Mày còn chối cãi được hả? Không. Mày đã giết con tao. Má, con khốn nạn. Má làm cái gì vậy? Tao mày ra con là cái sao? Má, tao không muốn nghe. Tôi rất là yêu vợ tôi. Má biết điều đó mà. Tôi không bao giờ làm điều đó nữa mà. Má, tao không tin mày nữa. Nhưng tôi đâu có lý do gì để giết Nguyệt đâu. Mày đừng có chối cãi nữa. Mày có làm nên miệng mày mới thốt ra điều đó. Không. Muốn giết người chứ mày phải đền tội. Má. Anh đã có tất cả. Có em, có con. Nhưng rồi anh cũng mất tất cả. Mất em, mất con. Nguyệt, hãy tha thứ cho anh. Anh không còn cách nào khác. Anh phải bảo vệ mình. Xin lỗi má. Anh Kim Ngọc gọi cho tôi có chuyện gì không? À, tôi nghe bên Đài Loan bị bão nên tôi gọi cho ông, không biết ông và gia đình có bị gì không. Cảm ơn anh đã quan tâm tới chúng tôi. May mắn là nơi tôi ở chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi, không có lắng kể đâu. Vậy thì ông Chan may mắn rồi. Bên này chúng tôi không có được như vậy đâu. À, không lượt là sao? Chúng ta có thể bị đổ bể. Tôi không nghe anh Chu Thiên nói cái gì hết. Tất nhiên là phải có lý do để ông ấy im lặng rồi. Hey, sao anh không bận với anh Chu Thiên như đã nói với tôi? Rất tiếc là tôi không thể nói gì với ông ta. Anh nói vậy là sao? Tôi không có hiểu cái gì hết. Tôi nghĩ là ông nên sang đây sớm chừng nào hay chừng nấy, trước khi mọi chuyện quá muộn. Được rồi,
tôi sẽ gọi điện cho anh Chu Thiên trước. Muốn Chu Thiên trừng trị tôi à? Sao lại phải trừng trị chứ? Vì việc này có liên quan tới ông ta. Được rồi, tôi sẽ qua liền, tôi sẽ qua liền. Dạ, chào ông. Chúng ta sẽ gặp lại. Ok, bye bye. Dạ, tôi sẽ báo cáo với ông nhiều việc hơn. Ok. Chào cô. Má tôi có nhà dạ không? Có, bà đang ở trên lầu. Má ơi. Trời ơi, giờ này còn ngủ nữa. Má, dậy má. 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 Má ơi. Má ơi má. Má ơi. Má sao vậy má? Má ơi. Má ơi má. Má ơi, Dương ơi. Dương ơi. Dương ơi, má tôi. Má tôi chết rồi Dương ơi. Hả? Có chuyện gì vậy? Má. Má ơi. Má ơi. Má. Trời đất ơi. Má ơi má. Má ơi là má. Sao nhà mình lại xui xẻo như vậy? Con Nguyệt mới vừa ra đi, mồ chưa xanh cỏ, mà giờ lại thấy má. Con đã nói với má rồi là về bên con ở đi, để con chăm sóc cho má. Vậy mà má không chịu nghe. Dượng ơi, bây giờ tính sao hả Dượng? Dượng ơi. Dượng, bây giờ tính sao hả Dượng? Chị hãy bình tĩnh đi, để tôi tính cái đã. Theo tôi thì mình nên chôn má liền đi. Tại sao gấp quá vậy Dượng? Vợ tôi thì mới mất, giờ lại tới phiên má nữa. Để lâu trong nhà xui xẻo không nên đâu chị hai. Đến nước này rồi mà giờ còn nói tới xui tới xẻo. Ít ra cũng phải để vài ngày để bà con họ hàng đến thăm viếng cung kiến chứ. Chị hai à, chị hãy bình tĩnh đi. Dù sao thì má cũng đã chết rồi. Cung kiến thì cũng vậy thôi, để lòng chị cho nó phiền phức chứ được gì đâu hả chị hai. Dương nói sao vậy? Chẳng lẽ Dương có chuyện gì mờ ám sao? Kìa chị hai. Má ơi, má có chuyện gì quốc tức má muốn nói với con mà má chưa kịp nói. Hôm qua con nằm mơ con thấy má. Sao má đứng khóc không à? Má muốn nói gì với con phải không má? Má ơi má. Chị hãy bình tĩnh đi. Bởi vì thì má cũng đã mất rồi. Chị có đau thương đến mấy thì má cũng đâu có sống lại được đâu. Nguyệt mất đi, tôi cũng đau đớn vô cùng. Nhưng không thể cứ đau đớn hoài vậy. Người chết thì không thể sống lại được, còn người sống thì vẫn phải tiếp tục sống chứ chị hai. Theo tôi thì nội nhật ngày nay mình nên lo mai tháng cho má đi ha. Tại sao mau vậy? Tại sao Dượng cứ muốn cho ông má tôi hoài vậy? Thôi mà. Bộ Dượng có chuyện gì mờ ám hả? Sao chị lại nói vậy? Tôi là rể của má. Má đã ở với vợ chồng tôi từ ấy đến giờ, đã quen hình quen bóng rồi. Bây giờ má mất rồi,
thì tôi phải lo hậu sự cho má chứ. Không được, tôi không cho phép bất kỳ ai đụng tới má tôi. Tại sao? Tôi muốn biết tại sao má tôi lại ra đi đột ngột như vậy. Thì chắc tại má trúng gió nên mới ra đi đột ngột như vậy thôi. Kỳ vậy? Tại sao lại kỳ vậy? Mấy hôm trước má tôi còn khỏe mà. Chắc là phải có nguyên nhân gì khác. Bà ngoại giá, tôi phải tìm cho ra. Chị hãy bình tĩnh lại đi. Có lẽ là từ lúc Nguyệt mất, má buồn nên sức khỏe của má từ từ suy sụp, nên mới dẫn đến cái chết đột ngột. Chuyện cũng bình thường thôi, có gì đâu mà lạ. Tôi có cảm giác dường có điều gì đó mờ ám đang che giấu tôi. Dường có liên quan đến cái chết của má tôi đúng không? Cô kìa, sao chị lại nói kỳ vậy? Sao khi không chị lại vu khống tôi vậy? Tôi sẽ báo công an. Kìa, chị hai, chị hai. Trang kìa ông chủ. Ông Trang. Xin chào. Chào, chào ông. Chào. Ông khỏe chưa hả? Xin mời. Thưa anh, tôi nghe mấy đứa nói lại Kim Ngọc với thằng Tài ra phi trường đó ông Chan. Mấy đứa là mấy đứa nào? Dạ, tôi bảo vệ làm ở dưới nhà kho á. Vậy anh có tin được tụi nó không? Dạ, trong vụ này thì tin. Còn những vụ khác thì sao? Tôi luôn luôn cảnh giác với bất kỳ ai. Nhưng gần đây anh không là anh như trước kia nữa. Cái tình yêu gì đó của cô Nguyệt đã biến đổi anh. Anh đã phạm một sai lầm rất là nghiêm trọng khi để xảy ra cái chết của cô Nguyệt trong khuôn viên của trung tâm Đông Châu. Dùng đất của chúng ta do anh quản lý. Công an đã để ý đến. Không những uy tín của anh bị ảnh hưởng, mà thanh danh của tập đoàn Chu Thiên cũng bị sức mẻ trong mắt đối tác. Tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi hứa sẽ hết sức cố gắng để chuộc lại lỗi lầm. Vụ trước chưa yên thì lại để xảy ra vụ mới. Công an bây giờ họ lại nhảy vô. Lần này là mẹ của cô Nguyệt. Những scandal thì liên tục xảy ra. Liệu anh còn có thể ngồi cùng bàn với họ để bàn chuyện làm ăn không? Tôi cũng không còn có thể bảo vệ cho anh được nữa. Tôi rất thất vọng về anh. Ngay hôm nay, anh bàn giao công việc quản lý trung tâm lại cho người khác. Người nào, rồi anh sẽ biết sau. Anh Chu Thiên, tôi xin anh hãy vì tình nghĩa mà hãy cứu tôi lần này đi. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu. Tôi không còn biết là tôi có cứu được tôi hay không đây. Nhưng mà tôi đã mất hết rồi anh à. Tôi không còn gì nữa đâu. Ngày tôi gặp anh,
Anh đâu có biểu hiện gì vậy? Tôi cảm ơn anh. Chào anh. Khoan đã. Sao anh? Tôi không tiễn anh được. Anh chỉ còn một thứ cuối cùng để mà giữ thôi đó. Chào chị. Dạ, chị tìm ai? Dạ, đại quý Xuân Vinh có nhà không chị? Sao chị lại biết nhà đại quý Xuân Vinh ở đây? Dạ, luật sư Vĩnh Kỳ cho biết ạ. Luật sư Vĩnh Kỳ hả? Dạ. Dạ, anh Xuân Vinh chưa có về ạ. Thôi, mời chị vô nhà chờ. Chắc lát anh về giờ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, mời chị. Mời chị vô nha. Dạ. Dạ, mời chị. Dạ, chị ngồi đây chút nha. Em vô lấy nước. Dạ. Dạ, mời chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, luật sư Vĩnh Kỳ giới thiệu chị đến đây hả? Dạ. Mà tại sao chị không nhờ luật sư khác mà lại nhờ luật sư Vĩnh Kỳ? Tại vì luật sư Vĩnh Kỳ tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, mà ổng lại nổi tiếng là cải hay nữa, cho nên có chuyện gì cần là tụi tôi đến tìm ổng mà. Vậy chuyện gì ổng cũng giải quyết hả? Dạ đâu có. Tụi tôi chỉ nhờ luật sư những chuyện đáng nhờ thôi. Thí dụ như là ly hôn, thừa kế, di chúc. Vậy chuyện của chị thuộc vào loại nào? Rắc rối lắm, cho nên phải nhờ đến anh Xuân Vinh. Ủa, anh Xuân Vinh về rồi kìa. Anh. Ừ. Chào chị. À, vậy đây là thân chủ của anh Vĩnh Kỳ, giới thiệu qua gặp anh. Chào chị. Dạ chào anh. Tôi là chị của Nguyệt. À, thì ra chị là chị của Nguyệt hả? Dạ. Anh, chị Nguyệt vợ ông Công đó. À, hôm nay chị tới đây tìm tôi có chuyện gì? Dạ, hôm má tôi chết đó. Theo tôi thì nội nhật ngày nay mình nên lo mai táng cho má đi ha. Tại sao mau vậy? Tại sao Dượng cứ muốn cho ông má tôi hoài vậy? Thôi mà. Bộ Dượng có chuyện gì mờ ám hả? Sao chị lại nói vậy? Tôi là rể của má. Má đã ở với vợ chồng tôi từ ấy đến giờ, đã quen hình quen bóng rồi. Bây giờ má mất rồi thì tôi phải lo hậu sự cho má chứ. Tôi có cảm giác Dường có điều gì đó mờ ám đang che giấu tôi. Dường có liên quan đến cái chết của má tôi đúng không? Coi kìa, sao chị lại nói kỳ vậy? Sao khi không chị lại vu khống tôi vậy?
mình sẽ làm gì bây giờ? Mình sẽ sống ra sao đây? Suốt bao năm cột chặt cuộc đời với Chu Thiên, bây giờ bị hất ra, mình có khác nào là một đứa bé mồ côi? Nguyệt ơi, hay là anh sẽ về với em và con? Nguyệt ơi, mẹ anh mất sớm, anh không biết khi sinh anh ra mẹ anh đã thương yêu anh như thế nào. Nhưng anh biết được tình yêu của em đối với anh là có thật. Vậy mà anh đã phạm sai lầm chết người. Anh đã đẩy mẹ con em vào cái chết. Nguyệt ơi, con ơi. Mời vào. Anh Công, tôi rất tiếc. Theo lệnh của tổng giám đốc thì tôi đến đây để nhận nhiệm vụ. Anh thông cảm thu xếp lại đồ đạc giùm tôi. Ở đây tôi không có gì riêng tư cả. Đồ đạc ở đây đều là của trung tâm này. Anh cứ làm việc của anh đi. Tôi đi đây. Chào anh. Chào ông. Nguyệt.